Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhàn Vlog. Thì sau một thời gian dài thì bây giờ mình tiếp tục làm video clip vlog về nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm về chăn nuôi nha các bạn. Lời đầu tiên mình xin chúc tất cả quý vị, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui trong quá trình chăn nuôi được thuận lợi và cố gắng vượt qua cái thời bão giá, thời đại dịch Covid mà nó ảnh hưởng tới không chỉ một ngành chăn nuôi mà rất là nhiều ngành nghề, mà đặc biệt là người nông dân của mình là chịu ảnh hưởng nhiều nhất là đó các bạn. Thì trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn về một cái kinh nghiệm mà làm máng uống nước tự động, rất là đơn giản mà mình nghĩ tất cả mọi người, các bạn ai cũng có thể làm được. Có quan tâm nội dung thì hãy qua theo dõi hết video của mình ngày hôm nay để biết được chi tiết làm máng uống nước tự động cho bò như thế nào nha các bạn, để chúng ta tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình mà chăm sóc cái đàn bò của mình. Nó tiết kiệm được thời gian thì chúng ta có thể làm được nhiều việc khác hơn, hoặc là chúng ta có thể rảnh rơi mà uống cà phê, thuốc lá gì đó, cho cuộc sống nó cảm giác thêm an nhàn hơn nhé các bạn. Rồi, mời tất cả mọi người theo dõi video clip cùng với mình. Rồi, đây là cái mô hình trang trại mà mình học hỏi từ nhiều cái mô hình khác, mình về áp dụng cho cái trang trại của mình. Đó, mình thì nuôi không có nhiều, nhưng mà mình học hỏi từ thực tế và từ trên mạng nữa đó các bạn. Thì mình đã tự mình nghiên cứu và làm ra được cái máng uống nước tự động như thế này. Đó. Thì cái hệ thống máng uống nước tự động thì có đường dẫn nước vô nè các bạn. Và cái đây là cái bể chứa nước, bể luân chuyển nước đó các bạn. Thì sẽ sử dụng một cái phao. Đây, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về từng cái phao và những cái hệ thống như thế này. Đấy. Thì cái đường ống nước cấp nước vào nó sẽ chạy thẳng, mình cấp nước sẽ chạy thẳng dọc theo cái máng ăn đó. Đó các bạn. Giờ mình xíu mình vào bên trong thì mình sẽ quay cho các bạn xem rõ hơn. Lúc trước cái chuồng này mình làm trước rồi, thì sau này mình mới thiết kế thêm cái máng uống nước tự động thêm đó các bạn. Đây các bạn ngắm bò đi. Bò giờ to như thế này rồi, giá cả rất là rẻ các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta đừng nản chí nha các bạn. Chăn nuôi gì cũng vậy, hoặc là họ làm cái ngành nghề gì cũng đều ảnh hưởng đại dịch Covid, nên là giá cả đang đi xuống rất là thấp. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng kiên trì, ai vượt qua cái mùa đại dịch này thì có khả năng thì chúng ta sẽ thành công. Đấy. Lúc trước thì cái chuồng của mình đó các bạn, là mình làm trước mà không có làm máng uống nước tự động, nên là mình đã khoan và cắt một cái đường để mình đặt cái ống 27 dưới này nè các bạn. Đấy. Dọc theo cái máng ăn như thế này, rồi mình lấy một cái theo hư bỏ, mình sẽ làm cái khuôn đây và mình đép hồ vào ở chính giữa này.
thì mình sẽ làm một cái T21 nối với T27, cái đường ở dưới là ống 27 và ở trên là T21, để mình sẽ cắt ngang cái mặt của cái lòng chảo này các bạn. Đó thì mình làm rất là đơn giản. Ở cái bể luân hồi chứa nước ở đằng kia thì mình sẽ dùng cái máy bắn cốt hoặc là các bạn đo dây nước cũng được các bạn. Thì mình muốn lấy mực nước ở đây cho nó không bị tràn chảy ra ngoài thì mình sẽ đo nước hoặc là dùng máy bắn cốt mình bắn, mình làm dấu ở trên cái mặt nước này là bằng với cái mặt dưới của cái phao ở trong cái bể nước luân chuyển kia nha các bạn. Đó thì khi mà con bò nó uống hết nước ra thì bắt đầu là nước như này nó tự trào lên đó, và không bao giờ mình căng bằng mặt nước này và mặt nước ở bên dưới của cái phao trong cái bể kia đó thì nó sẽ không bao giờ mà bị tràn ra ngoài đó. Nên là các bạn sử dụng rất là đơn giản, chỉ cần một cái máy bắn cốt hoặc là đo nước và làm dấu cho nó bằng thôi, thì các này thì thợ hồ sẽ làm rất là đơn giản các bạn. Và các bạn lưu ý là mình sẽ làm một cái đường ống nó xuyên suốt ra ngoài này và nó có một cái khóa như thế này để chúng ta tháo nước ra các bạn. Vì sao? Vì các bạn nên chú ý việc mà cho uống nước tự động như thế này thì trong quá trình mà ăn uống bò nó sẽ rơi vải cám hoặc là cỏ rơm vào thì nó sẽ gây ô nhiễm đó, lâu ngày nó sẽ gây nấm mốc, nó bị nghẹt ở dưới cái lỗ này hoặc là nó ở dưới này nó bốc lên. Thì trong quá trình mà ăn uống con bò nó ăn vào, nó uống vào thì nó sẽ bị gây rối loạn tiêu hóa hoặc là nó bị các cái bệnh khác như tụ huyết trùng hoặc là nó gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của con bò. Nên là nó gây bò là đi ngoài phân lỏng, dễ chảy hoặc là bệnh này bệnh kia đó các bạn. Thì các bạn chú ý thì khoảng một tuần hoặc là các bạn 4-5 ngày đó là các bạn xả cái nước đó ra và xịt rửa trong thường xuyên các bạn rửa chuồng á thì các bạn xịt rửa vào trực tiếp vào cái máng uống đó luôn các bạn. Đó, xịt rửa trực tiếp trong cái máng uống nước đó luôn để cung cấp nước sạch hàng ngày cho bò đó. Và chúng ta cũng lâu lâu khoảng một tuần thì chúng ta hãy vệ sinh cái bể này nha các bạn. Các bạn nên chà trên cái thành hồ này đó. Rồi thì cái bể này làm rất là đơn giản các bạn. Mình làm bề ngang nó như thế này là khoảng 25 phân các bạn. Còn chiều dài thì 40-50 gì cũng được, để cho mình để vừa cái phao này là ok rồi, không cần xây lớn làm gì đó. Thì cái đường ống này là nó sẽ cấp nước vào cái máng uống cho bò kia. Và cái mặt nước mình đo cái mặt nước này là cái mặt nước dưới phao, nó sẽ ở dưới cái phao này, nó đẩy cái phao lên là nó sẽ chặn lại, không có cho nước xuống nữa. Khi mặt con bò nó uống hết là cái mực nước nó thấp xuống thì cái phao nó cũng chìm theo cái mặt nước, thì cái lượng nước nó sẽ bơm vào tiếp tục để là nó cân bằng với cái mực nước ở trong cái máng uống trong chuồng bò nha các bạn. Đó thì này là cái đường cấp nước uống vào khoảng một tuần, mà hoặc là các bạn cảm thấy dơ thì các bạn nên làm một cái ống nước ngay cái đường ghép này, các bạn làm thấp hơn để sổ cái giọt nước này ra để chúng ta vệ sinh. Đó rất là đơn giản, khi mà nó dơ chúng ta vệ sinh. Đặc biệt con bò là chúng ta phải chú trọng về việc vệ sinh ăn uống thì nó mới phát triển tốt được nha các bạn. Đó còn các bạn trong quá trình cho ăn chỉ cần bỏ cám viên khô vào trong này đó thì bò nó sẽ ăn, thì chúng ta sẽ nhàn hơn và nó ăn xem nó khát nước nó sẽ tự uống. Đấy,
Bây giờ thì cũng canh trưa rồi các bạn, nên là bò mình ai cho ăn lúc sáng rồi. Bò bây giờ như thế này mà giá cả hiện tại là đang quá rẻ các bạn. Nhưng mình tin chắc rằng là sẽ có một ngày mình quyết tâm mình làm thì sẽ gặt hái được thành công theo như mình mong đợi thôi các bạn. Đó. Bây giờ tất cả các ngành đều ảnh hưởng chứ không riêng gì về bò nghí hay là cái ngành riêng ngành nào cả. Đấy. Các bác thấy dàn bò của mình có đẹp không các bác? Con này là ba bê rằng nữa các bác, mà bây giờ này nó hết rằng luôn rồi, nó chuyển sang màu đỏ luôn. Ba bê cái này mình đã gầy nái đó các bạn, mình đã phối giống được hơn một tháng rồi. Con này là pháp rằng, pháp cọp. Đây ba bê đực. Ba bê đực này giáp nem nữa các bạn. Thì chuồng trại của mình chắc mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà mình muốn review lại cho các bạn xem một lần nữa. Đó, thì mang uống nước tự động là mình mới làm sau này. Và ở phía sau đây á, là mình cũng sửa lại là cái chỗ để chứa phân đấy các bạn. Ở dưới là nền đất chứ mình không có đổ bê tông nha các bạn. Việc mình để nền đất như thế này á, là giúp cho phân á, nó rút nước xuống dưới, nó không bị ướt đó các bạn. Phân trong này, cái lớp trong này là mình mới lấy ra từ phân bò ra đó, thì nó còn ướt. Còn cái phân cái lớp này các bạn là nó khô nó ráo rồi, mình đã hốt bón cây hay là dãy ruộng gì đó các bạn, chăm sóc cho lúa rồi. Và đây là một cách nữa để mình mà che nắng che mưa cho bò khỏi lạnh trong mùa đông này các bạn. Đấy. Đây là dàn lư mùng. Dàn lư mùng toàn bộ xung quanh chuồng bò. Khi tối là mình thả mùng xuống thì nó giảm bớt ruồi muỗi cắn, thì giúp con bò nó cũng phát triển tốt hơn nữa các bạn. Đây. Thì nội dung chính của video mình ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề mà làm cái máy uống nước tự động. Thì mình nghĩ nó rất là đơn giản, còn bạn nào mà chưa biết làm hoặc là chưa hiểu rõ, thắc mắc thì có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là nhắn tin comment ở dưới, mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc bình luận của các bạn. Đó, để cho các bạn hiểu và làm thật là dễ dàng. Rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn.